Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các thân mến, trong clip tiếp theo này thì em xin được quay về phần nội thất cũng như là giới thiệu về cái phần giá của những đôi loa hàng bãi xịn do công ty P-Way sản xuất. Và thưa các thân mến, nếu các bác chưa đăng ký thì hãy đăng ký để ủng hộ kênh, đặc biệt ấn vào nút chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mà cửa hàng em đăng tải. Và trong thời gian sắp tới em sẽ liên tục quay và quảng cáo review nội thất của rất nhiều những đôi loa hàng bãi hàng mới mà hiện tại trên thị trường đang có. Và thưa các thân mến, với cái giá nó đã được giảm nhẹ trong tháng 5 này mọi người nhé, và với những sản phẩm loa P-Way hàng bãi xịn thì lúc nào cũng có cái độ hot rất là cao, vì cái chất lượng mà các bác đạt được khi mua và sử dụng thì nó là rất là nhiều thưa các bác. Và sẽ không để mất thời gian toàn thể các bác, em xin được quay về phần nội thất luôn. Thưa các bác thân mến, những đôi loa P-Way mã số là CK32 hàng bãi xịn, sở hữu bát 30 từ 17 coi 76 tép leo, nó rất là chất và gần như đẹp, gần như mới mọi người nhé. Em sẽ mở loa bát để giới thiệu toàn thể các bác cùng mọi người. Và thưa các bác thân mến, giá đã giảm nhẹ rồi nhé, 14 triệu đồng các bác sở hữu ngay một đôi loa P-Way mã số là CK32. Thì với cái giá này thì không tội gì các bác phải mua mấy cái đôi loa hàng Chila làm mà lại được đặt những cái tên vớ vẩn mọi người nhé. Cứ thương hiệu P-Way này, JBL này, đúng không ạ, QSC này, DKD King này, Audio Center này, B3 đó, thì các bác sử dụng toàn những cái thương hiệu nổi tiếng thôi, giá thực sự là hợp lý, chất âm tốt hay đó, không việc gì phải mua mấy đôi loa hàng Chila hàng đặt tên mọi người nhé. Đây em sẽ mở nội thất mọi người xem độ chất của loa nhé. Đây các bác xem ạ, đôi loa này sở hữu bát 30, gân vải tẩm dầu mọi người nhé, màng giấy ốp phơ lồi đó. Đây mọi người xem, đấy, nó sử dụng dòng thép đúng không ạ, thép không dỉ, thép 7 màu, các bác nhìn độ đẹp rất là chất đúng không ạ, cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Đây ạ, đây là chấu để đưa ra loa và đưa jack music mọi người nhé. Ok không ạ, để em quay cận cảnh cho mọi người xem nhé, em sẽ quay cận cảnh vào đây ạ. Một đôi loa thực sự là rất là ngon, xịn sò. Đây các bạn, nó xịn sò, nó chất từ những cái đúng không ạ, mút để bắt loa bát vào đấy, đẹp chưa, đẹp gần như mới các bác nhá, mà giá thì cực kỳ là hợp lý, cực kỳ hợp lý cho các bác của anh em. 14 triệu đồng giá đã giảm nhẹ trong tháng 5 này, tháng 5 âm mọi người nhá, còn tháng dương thì hôm nay đã bước sang tháng 6 rồi, tháng 7 rồi thưa các bác. Đó, đây loa bát đây ạ. Các bác xem phân tần nhá, đó phân tần đúng không ạ, rất chất, rất xịn sò. Một đôi loa đến từ thương hiệu của Mỹ. Giá đã giảm nhẹ trong tháng 7 các bác nhá, tháng 7 dương, tháng 5 âm đúng không ạ? Và đây chiếc bát thứ hai mọi người nhá. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Thép cực đẹp luôn mọi người nhá. Một đôi loa thương hiệu xịn. Đúng không ạ? Bát 30, giá hợp lý như thế này. Thì em vẫn khuyến cáo không việc gì các bác phải mua mấy đôi loa hàng Trung Quốc loại 1, rồi họ đặt đủ các loại tên, rồi họ sẽ gắn cho một số những cái mác, ví dụ như là thương hiệu của này, thương hiệu của lọ đúng không ạ. Ok, con này sử dụng tép leo mọi người nhé. Đây em sẽ rút ra cho mọi người xem. Và loa này là thùng gỗ đúng không ạ, em sẽ rút cho nó tép ra, tép leo. Tép leo thì tiếng của nó rất là sáng. Và các bác lưu ý nhé, dòng này sử dụng tép leo nhưng tép của nó rất là khỏe, tép rất là sáng, chi tiết và không bị hư mấy mọi người nhé, gần như không bị hư. Tép của nó tốt lắm, nó không như tép của những dòng loa khác. Đây ạ, tép leo mọi người nhá, chất chưa, xịn sò chưa. Tép leo quay 4.4 các bác của anh em nhá, tép cực sáng luôn. Lời ca của đôi loa P-Way này thì cực kỳ là bay bỏng luôn các bác nhá. Đôi loa này lời ca bay sáng hơn so với dòng loa B3X12i mọi người nhá. Ok chưa,
Đây ạ, hàng bãi mà đẹp này đúng không ạ? Quá xịn sò luôn. Không có điểm chê. Đó. Ok chưa ạ? À, các bác thân mến, em đã quay đúng không ạ? Giới thiệu quảng cáo review quay nội thất về đôi loa hàng bãi xịn do công ty P-Way sản xuất, một thương hiệu rất là lớn đến từ đất nước Mỹ, sản phẩm hàng xịn với giá giảm nhẹ trong tháng 7 này chỉ với 14 triệu đồng. Các bác sở hữu ngay đôi loa này. Và thưa các bác thân mến, là để kiếm được một đôi loa đẹp như này thì rất là hiếm, nên các bác gọi điện sớm cho cửa hàng nhé để sở hữu. Vâng ạ, hoặc là các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng. Nếu các bác đặt hàng đúng không ạ, thì các bác hãy đặt cọc tiền, hoặc các bác có thể ghép combo cả bộ nhé, thì em sẽ tư vấn toàn thể các bác. Hoặc các bác cứ đến cửa hàng, em sẽ tư vấn cho các bác và mọi người có thể mua sắm ạ. Địa chỉ cửa hàng tại Trụ Thượng, Đồng Lạc, Chi Linh, Hải Dương. Ok, xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.